trong phòng này cấm ăn uống. Ôi, nhìn mọi người phải vứt đi quá trời đồ ăn kìa. Trời, không thể nổi mang snack vào lại bị bắt. Chắc mình lại phải vứt nó đi như mọi thứ khác. Khoan, đừng làm thế. Tớ biết cách tuồn đồ ăn vào đấy. Ờ, cậu đang nói về cái gì cơ? Ồ, cậu dễ thương quá. Nhìn tớ đây nè. Lại gần đây rồi tớ chỉ cho cách làm nè. Đầu tiên cậu cần một gói khăn giấy khỏi khăn ướt nha. Tất nhiên cậu sẽ phải lấy hết khăn ướt ở bên trong ra. Sau đó tất cả những gì cậu cần làm là cho snack vào trong. Tớ thích giấu Oreo bên trong. Cứ nhét vào giờ đầy thì thôi. Và thế là xong rồi, đóng nó lại là được. Bon appetit. Tuyệt vời, vào lớp với snack cất giấu thế nào? Mình giỏi chẳng hay hơn mình nghĩ đấy. Không thể nào, mình suýt quên sinh nhật Chloe. Mình chưa mua quà cho cô ấy nữa. Ôi, kẹo mút của mình. Cô ấy sẽ thích cho mà xem. Mình làm sao cho nó trông thú vị hơn nhỉ? Có rồi, mình đúng là thiên tài. Wow, kẹo của mình. Mình đúng là vụng về. Giờ cái hộp bị rách rồi. Mình phải làm sao đây? Không có hộp, mình bỏ kẹo vào đâu được. Tất cả là lỗi của mày đấy, trái bành ngu ngốc. Thực ra thì nó có thể giúp được đấy. Mở trái bành nhựa ra, bỏ kẹo mút vào trong, rồi đóng lại. Sau đó cuộn một tờ giấy dày lại, rồi xịt keo nóng vào một đầu trước khi keo khô. Dán nó vào đáy của quả bóng nhựa. Giờ nó trông giống như cây kẹo mút khổng lồ. Đừng quên bọc nó lại cho đẹp nhé. Chúc mừng sinh nhật Chloe. Wow, cho tớ. Đây là cây kẹo mút lớn nhất mà tớ từng thấy. Mình là cô gái may mắn nhất. Adam ơi, đãi cậu một lon nước ngọt này. Lén ăn vặt sau lưng giáo viên của bạn có thể là một việc khó khăn. Cái gì vậy? Ôi không có gì, em chỉ đang tận hưởng bài giảng tuyệt vời của cô thôi. Suýt thì đòi. Cẩn thận đấy Lily, quá tam ba bận đấy nhé. Này, em đang ăn vặt đấy đúng không? Hả? Cô đã nói rồi, chỉ được ăn vặt trong giờ ra chơi, không phải trong giờ học của tôi. Bây giờ thì nộp cho cô Lily. Trời ơi, tất cả kẹo của mình. Đối với mẹo này, lấy một chồng giấy ghi chú như thế này và vẽ một hình vuông lớn trên đỉnh của chồng giấy. Bây giờ, dùng dao rạch giấy theo đường vuốt vẽ. Một khi bạn đã lấy ra những mảnh ở giữa, hãy tiếp tục cho đến khi bạn lấy được một nửa số giấy. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đổ loại kẹo yêu thích của bạn vào bên trong và đừng quên đậy lại nhé. Bây giờ khi bạn thèm một chút đường trong giờ học, hãy giữ bình tĩnh và trông cậy vào chồng giấy nhớ đó nhé. Xem phim mà không có bắp rang thì chán chết. Và đây là loại mình thích nè. Nhưng mà phải chế biến nữa cơ. Có bỏng ngô làm sẵn trong này không nhỉ? Hình như có. Ủa, cái này cũng chưa ăn được. Giờ làm sao đây ta? Một hộp khác nè. Ai cất kỹ quá vậy trời? Không! Skittles rơi như mưa luôn này mọi người ơi! Thôi xong, rơi tứ tung rồi. Thế là bừa bộn hết cả bếp. Không, đừng rơi vào chảo chứ. Cơn mưa Skittles này tạnh chưa vậy này. Mình chẳng ngờ được luôn đấy. Ở khắp nơi luôn này. Chỗ nào cũng có kẹo hết đó. Chắc đêm nay hết được xem phim rồi. Mình ghét nhất là dọn dẹp bếp vào tối thứ sáu. Ghét thật. May mà vẫn có kẹo để ăn. Cơ mà mình có ý này hay lắm này. Bỏng ngô màu mè một tí cũng hay. Đổ hạt ngô vào chảo như bình thường. Và cứ để nguyên Skittles đó nhé.
đang nổ đùng đùng kìa. Chưa gì đã thơm nức mũi rồi. Nhìn cũng ngon mắt quá nè. Mình sẽ thử màu đỏ trước. Không biết có vị Skittles không ta? Chỉ có một cách để biết thôi. Tiếp tục đêm xem phim nào. Dừng lại. Đồ ăn bị cấm biết chưa? Không nghe anh nói gì, mặc kệ anh. Xin lỗi cô. Sao cô không nói gì vậy hả? Không thể chịu nổi nữa mà. Là lưỡi của cô sao? Tôi đã làm gì thế này? Tôi muốn xỉu luôn. Lêu lêu đồ yếu tim. Lưỡi tôi chả sao cả, nhưng ăn nó chắc ngon lắm. Trời. Chả đây. Đừng lo, giờ tôi có chiếc lưỡi cực vui vẻ nha. Mọi người nên gọi mình là vua ăn vặt. Ngon quá, Chloe sắp cạn học rồi. Nhưng không biết mình có đợi được không. Liếm vài miếng sẽ không làm mất khẩu vị của mình đâu nha. Món kẹo dầu ngọt ngào. Hạ nó đi. Mình nên để nó ở đây. Lần cuối cùng mình lau cái bàn này là lúc nào nhỉ? Bẩn quá. Mình chỉ cần gác cây kẹo lên đây thôi. Ở yên nhé. Tuyệt. Mình biết là cậu sẽ đói sau khi thi xong mà. Wow, Adam, cậu thật là tinh tế. Mình thề là mình để cây kẹo ở đây mà. Kỳ vậy ta. Mình nghĩ chắc nó rơi rồi. Ôi, kẹo mút ơi là kẹo mút. Như ở đâu thì ló mặt ra dùng cái coi. Adam, tìm thấy rồi. Dường như nó mọc thêm vài thứ. Kinh quá. Nhưng mình sẽ lấy tờ tiền. Nhưng nhìn mớ tóc này xem. Cái gì đây? Món quà từ quả trứng sô-cô-la. Xem ra cái hộp nhỏ này khá được việc đấy. Mình sẽ dùng cái này sau. Chỉ cần đục một cái lỗ ở đấy. Mớ tóc này ở đâu ra vậy nhỉ? Thấy cái lỗ nhỏ dưới đáy chứ? Bạn có thể luồn que kẹo qua. Nhờ vậy cây kẹo không bị dính bất cứ thứ gì. Xem này. Thứ này sẽ không bị bám lồng tóc nữa. Lại còn có thể để dành cho lần sau. Tớ làm cho cậu một cái này nữa. Giá mà mình nghĩ ra sớm hơn. Tớ mở bịch này nhé. Tao gặp lại mày sau nhé. Vì giờ là lúc ăn khoai tây chiên rồi. Mình đói quá. Đến lúc ăn vặt rồi. Hả? Được rồi, mình sẽ cần đồ uống nữa. Ủa? Nước nôi của mình đâu mất rồi? Chắc mình bị hoa mắt rồi. Khoai tây chiên thì sao nhỉ? Ủa? Mọi thứ biến đâu mất rồi ta? Jake. Vâng, em nhớ mà. Không ăn vặt trong lớp. Giờ mình phải làm gì đây trời? Chờ đã, cậu ấy ăn gì vậy? Cậu ấy đâu có xỉn anh đâu. Này, đồ ăn ở đâu ra đấy? Ừ, đây chỉ là một quyển vở thôi mà. Không, nhìn bên trong ấy. Lấy một quyển vở ghi bình thường ra nào mọi người. Bạn sẽ cần một con dao. Giờ chúng ta bắt đầu cắt nhé. Cắt một hình vuông lớn ở góc. Giờ bỏ hết các trang bị cắt đi. Nhìn nè, có chỗ cho kẹo rồi. Vừa như in nhé. Giờ chỉ cần đóng lại. Tên tên, cứ tự nhiên nha. Ngon quá đi mất. Cẩn thận, thấy đến kia.
Các em có đồ ăn quanh đây không thế? Chắc không rồi.